Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp hải phòng.com. Một trong những cái thương hiệu mà xe đạp phải nói là thuộc hàng tốt nhất đến từ Nhật Bản mà rất là thân thiện với chúng ta, như là Panasonic, Bridgestone và một cái Fuji. Thì trong số đó thì Bridgestone hay là ở Việt Nam thường gọi dân dã là Bridgestone là một cái thương hiệu mà rất là phổ biến, và phải nói là dùng lại những cái hãng xe đạp mà tốt hàng đầu đến từ đất nước mặt trời mọc. Và trong video này, cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com vừa về một chiếc xe đạp hiệu Bridgestone và mang thương hiệu là Ancho, có nghĩa là mỏ leo. Và trong video này mình sẽ làm một cái video giới thiệu, đánh giá sơ qua về cái cấu tạo và các cái chi tiết của xe đạp touring line dòng road. Đây là một dòng touring line road của hãng Bridgestone. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đổi camera để cùng các bạn trải nghiệm cái chiếc xe đạp thể thao touring line road này. Rất là đẹp. Vâng, và như trong khung hình của chúng ta đang xem, đó là chiếc xe đạp thể thao hiệu Bridgestone và có dòng sản phẩm là Ancho. Các bạn có thể lên Google search là Ancho Bridgestone CA700 là sẽ ra model của cái dòng sản phẩm này, Ancho CA700 tách Bridgestone vào, hoặc là Bridgestone Ancho CA700. Lên Google các bạn gõ là sẽ ra thông tin rất là nhiều. Và tại cửa hàng xe đạp Hải Phòng thì cũng mới nhập về một chiếc xe thuộc dòng model này. Và như các bạn có thể thường thấy thì đương nhiên là cái giờ xe của Nhật Bản này ấy, thì là sẽ là hầu như là cấu tạo bằng khung sườn nhôm rồi. Cái dòng cao cấp thì hầu như là sườn nhôm hết. Đấy. Sườn nhôm thì chúng ta phân biệt được bằng là 500 hút. Rồi mối hàn nó to. Như các bạn thấy thì cái nước sơn của cái chiếc xe Ancho này còn rất là đẹp, gần như là khoảng 95% mới. Rất là đẹp luôn, nguyên bản. Không giọng tút, sơn zin. Gần như là không xước, ít xước lắm. Hiệu là Ancho. Một thương hiệu đến từ hãng xe đạp nổi tiếng Bridgestone của Nhật Bản. Cấu tạo là khung nhôm. Càng trước như các cái dòng touring thông thường ấy thì càng trước là bằng thép. Nhưng mà đặc biệt là giờ con Ancho này là càng trước là cũng bằng nhôm luôn. Cũng bằng nhôm luôn, mối hàn to. Thì mình cũng có một cái video mà hướng dẫn phân biệt cho với các bạn phân biệt càng trước bằng nhôm, bằng sắt hay là bằng carbon ấy. Các bạn có thể tìm xem lại trong kênh xe đạp Hải Phòng ở trên YouTube của mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy cái thước để mình đo size của cái khung này. Thì dòng này là dòng thuộc dòng touring mà line road nên là size nó sẽ cũng không phải là thấp. Nó sẽ khá là trung bình và cao đấy, chứ không thấp đâu. Đây, size của chiếc xe nó sẽ là tính từ tâm trục đạp này cho lên đến khóa cọc yên. Thì như các bạn thấy là xe size này là size 46. Chiếc xe này là có size 46. Size 46 thì phù hợp với những người mà cao từ 1m63 cho đến 1m75. 1m63 cho đến 1m75 là đi phù hợp cái chiếc xe này. Chúng ta cùng đi qua chi tiết sơ qua của xe. Xe thì được trang bị một cái cọc yên bằng nhôm này. Dạng cong đúng dòng của dòng xe đua luôn. Đấy. Cọc yên nhôm. Rất là đẹp. Rất là tinh tế, không thô như những dòng xe khác, những chiếc xe khác. Tiếp theo đó là chúng ta có một cái gọng nước zin của xe. Nguyên của người Nhật là lắp bên đất nước của họ luôn. Kế đến đó là một cái bộ chuyển đĩa hiệu Shimano 8 tốc độ chính hãng. Và
Đi cùng với đó là một bộ đùi đĩa 2 tầng. Hoa văn rất là đẹp. Đùi đĩa 2 tầng hoa văn rất là đẹp, rất là đúng của dòng đua. Vì con này là con Touring nhưng mà Light Road. Đằng sau của chúng ta là chúng ta có một bộ đề Shimano. Bộ đề Shimano dòng này là cũng dòng lâu rồi. Shimano là dòng này lâu rồi, nhưng mà Shimano A. Bộ này thì cũng khá là chất lượng. Rồi kế đến chúng ta có một cái clip thả 8 tầng ít răng. Thì những cái clip ít răng này thì thường được trang bị cho xe touring và xe đua. Còn những cái clip mà nhiều răng, tức là cái vòng của nó to hơn, nó nhiều răng hơn thì là trang bị cho xe địa hình. Và đặc biệt chiếc xe này được trang bị một cặp bánh nguyên cặp Shimano R500. Các bạn có thể thấy trước tem đây, Shimano R500. Đây là bánh nguyên cặp chứ không phải là vành rời và may ơ rời. Nguyên cặp của hãng sản xuất, của Shimano sản xuất. Đấy, máy ơ Shimano này. Các bạn có thể nhìn thấy cái chiếc tem là Shimano Wheel. Shimano này, xuống dòng này. WH, WH là viết tắt của từ Wheel, nghĩa từ bánh xe đấy, tiếng Anh. Và gạch R500. Đấy, R500, Wheel gạch R500. Wheel là bánh xe và gạch chéo R500. Và trên thân vành cũng thế. Chúng ta có thể nhìn thấy cái chiếc tem của trên vành đây là Shimano Wheel. Shimano Wheel Technology. Tức là bánh Shimano, công nghệ bánh là chế tạo bánh của Shimano. Thì đây là cái vành nguyên cặp. Thì cái vành nguyên cặp thì nó tốt hơn cái vành mà không nguyên cặp ở đâu, thì nó cái độ cân bằng nó tốt hơn và cái độ đồng bộ nó rất là tốt. Từ Mayer cho đến vành là nó sẽ được chính hãng Shimano chế tạo chứ không phải là hãng một cái vành của bên thứ ba. Ngoài ra thì chiếc xe thì có được trang bị với cặp lốp 700x28C của hãng Bridgestone, chính hãng luôn. Thì các bạn có thể thấy là lốp Bridgestone 700x28C và ta lông lốp thì còn khá là đẹp, rất là mới. Ta lông lốp khá là đẹp, mới luôn. Xe trang bị phanh V, sơn gần như là mới nguyên bản, hơn 90% mới, không có xước nhiều lắm. Đằng trước cũng vậy, một bộ bánh nguyên cặp Shimano R500 của chính hãng Shimano luôn. Mayer cũng Mayer Shimano Wheel R500. Và lốp đằng trước cũng là lốp Bridgestone, thương hiệu là Ancho. Ở trên Ford cũng chúng ta cũng thấy là có chữ Ancho. Ancho mỏ leo, rất là nguyên bản, đồng bộ. Đây các bạn có thể thấy là ở trong dưới thân đây thì chúng ta sẽ có logo của Bridgestone này. Logo hơi bị rách một chút vì đã qua sự quá trình sử dụng rồi. Thì muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể Google thêm để xem những cái link xe đạp này ở bên nước ngoài. Đây, chân trống các thứ nguyên bản hết này. Thì xe đằng trước trên tay xe thì là xe tay bằng, nhưng mà con này ấy thì mình theo mình đó là cái con mà dòng touring nhưng mà lai xe đua. Touring này xe đua nó chỉ khác cái tay bằng thôi, còn nếu mà cho tay cong vào đây nó thành xe đua luôn. Thì xe được trang bị một cái tay bấm xả là 3x8 tốc độ Shimano luôn. Shimano 3x8 tốc độ. Chuyển số và bấm lên số ở đây, chuyển lên đây. Vâng, và bây giờ đến giá của chiếc xe này. Giá của chiếc xe Touring Line dòng đua này, Touring Line Road của hãng Bridgestone hiệu Ancho Nhật Bản, có giá bán tại xe đạp hải phòng.com, giá chính xác là 6 triệu đồng. Và quý vị quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số Zalo 0975 709 943 để biết được những cái
quà tặng và những cái chế độ bảo hành đi kèm khi mà mua xe tại cửa hàng của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn có rất là nhiều xe khác mà đang về phục vụ quý vị trong những cái dịp hè là năm nay. Thì quý vị hãy ấn kết bạn với Xe Đạp Hải Phòng ở trên Facebook và chọn chế độ là bạn thân. Và nếu ở trên YouTube thì quý vị hãy ấn đăng ký kênh và ấn chế độ xem trước. Chế độ xem trước ở trên YouTube, ấn hình cái chuông. Và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Sẽ giờ giới thiệu những cái dòng xe mới về thời gian gần đây được cửa hàng Xe Đạp Hải Phòng.com nhập về. Anh Trần Xuân Hòa, sao không xe được em? Anh thử xe lại nào, em cũng không biết được nữa. Em kết thúc live stream đây đây. Xin chào tạm biệt các anh các chị đang xem live stream.